Chào mừng quý vị và các bạn đến với tạp chí truyền hình Công đoàn Bình Định tháng 11 năm 2023. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong công tác dạy học và hoạt động công đoàn, nhiều công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Bình Định đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiều hoạt động và phong trào thi đua thu hút sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định là một trong hai trường trung học phổ thông chuyên công lập tỉnh Bình Định. Những năm qua, nhà trường tập trung xây dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, tích cực, có nề nếp, kỷ cương, đạt chất lượng giáo dục cao để mỗi giáo viên và học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng, tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng của mình, thích ứng nhanh trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống. Đối với tổ chức công đoàn, việc tổ chức và phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong công chức viên chức lao động là nhiệm vụ quan trọng và đã trở thành hoạt động thường xuyên xuyên suốt trong hoạt động ngành nghề. Trường chúng tôi thì có bài về về thành tích và có truyền thống dạy tốt và học tốt. Trong đó thì tổ chức công đoàn là một trong những cái thành tố rất là quan trọng để tạo ra cái truyền thống và cái bề dày ấy. Về phía đảng ủy nhà trường thì luôn luôn quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát bên cái tổ chức công đoàn. Trong các cái cuộc họp định kỳ hàng tháng thì luôn luôn đánh giá cái hoạt động công đoàn của tháng vừa rồi, đồng thời là cũng chỉ đạo tổ chức thực hiện các cái hoạt động của công đoàn trong những tháng tới. Ngoài cái nhiệm vai trò chính của công đoàn thì còn quan tâm đặc biệt đến hoạt động đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học để giữ vững cái bề dày truyền thống và cái thành tích của nhà trường. Chẳng hạn như là nhân cái dịp 20 tháng 1 này thì bên công đoàn chúng tôi đã tổ chức cái hội giảng mà các thầy cô giảng dạy theo hướng nghiên cứu bài học, đổi mới phương pháp và kỹ thuật dạy học cũng như các cái giải pháp sáng tạo trong việc giảng dạy và bồi dưỡng các em học sinh giỏi chuẩn bị thi học sinh giỏi quốc gia. Công đoàn cơ sở trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn hiện có 67 đoàn viên, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý giáo viên, người lao động về thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trên cơ sở đó, bằng những việc làm cụ thể, mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thể hiện tính tự giác, đồng lòng quyết tâm thực hiện, đồng thời tuyên truyền tích cực triển khai nhiệm vụ đổi mới của ngành một cách hiệu quả. Đồng thời qua đó tạo sự thống nhất cao về tầm quan trọng, tác dụng to lớn của phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học và các cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn với cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Cuộc vận động 2.0, cuộc vận động dân chủ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Các phong trào về các cuộc thi và nói về sáng tạo thì đầu năm phát động là mỗi công đoàn viên nhà trường thì phải tham gia có một cái sáng kiến để mà tham gia ít nhất là một sáng kiến. Thế mà thứ hàng năm thì chúng tôi là tham gia nhiều sáng kiến ở đã đạt giải cấp trường như là cấp ngành. Đặc biệt năm học 2022-2023 thì chúng tôi đã có hai sáng kiến sáng tạo về kỹ thuật đã tính là ghi nhận. Trước khi đã hoàn thành sáng kiến này thì giáo viên đã trải qua một cái trải nghiệm thực tế tại trường. Thì qua cái trải nghiệm đó thì đã đem lại hiệu quả tốt, không chỉ cho bản thân trong quá trình dạy và học mà đem lại tốt cho cái đồng nghiệp. Nhiều năm qua, công đoàn trường thường xuyên động viên khuyến khích đoàn viên công đoàn thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Giáo viên nhà trường tích cực đổi mới phương pháp giáo dục dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo đổi mới công tác, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Liên tục nhiều năm, trường luôn có nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi và cũng có nhiều học sinh cũng đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi các cấp. Năm học 2022-2023, nhà trường đã có 12 đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, 5 đề tài sáng kiến được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận, 7 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học vừa qua, nhà trường đã có 95 học sinh lớp 12 đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 102 học sinh lớp 11 đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2023 đã có 42 học sinh giỏi của nhà trường trong đội tuyển của tỉnh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Về phía nhà trường thì giữa lãnh đạo nhà trường và công đoàn thì luôn luôn quan tâm phối hợp với nhau. Vì lãnh đạo nhà trường thì luôn luôn quan tâm
và tạo điều kiện tốt nhất cho các thầy cô để hoàn thành cái nhiệm vụ được phân công của mình. Chẳng hạn như là vấn đề xếp thời khóa biểu thì chúng tôi, đối với những thầy cô mà có hoàn cảnh khó khăn ở xa hoặc là có con nhỏ thì chúng tôi tạo điều kiện làm sao cho vừa thầy cô vừa giúp được cái công việc ở nhà nhưng mà đồng thời là đảm bảo được cái chất lượng giờ dạy ở trên trường. Hay là các cái chế độ chính sách của các thầy cô thì chúng tôi thực hiện đầy đủ và kịp thời. Thì chính cái sự quan tâm sâu sát của nhà trường như vậy đã tạo ra động lực cho các thầy cô và của các công đoàn viên để các thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Và minh chứng là trong những năm vừa rồi thì các thầy cô có những thành tích rất tốt và giữ vững được cái uy tín và thương hiệu của cái nhà trường. Nhìn lại thời gian qua, trong thành tích chung của nhà trường, các phong trào thi đua của công đoàn cơ sở trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, nhân viên, người lao động. Qua đó, phát hiện, tôn vinh những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, tiêu biểu trong dạy và học. Từ phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn góp phần nhân rộng, tạo bước chuyển biến trong các cơ sở giáo dục, các trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.